Đường đi vào Học viện Phật giáo Đồng Dương, đây là di tích, đây trong một cái khu rừng hoang. Khu rừng hoang có cái di tích cổ hồi xưa. Cây rất là đẹp luôn ha. Đây là người ta đang dựng lại, hình như hồi trước là có nhiều cái tượng Phật này kia nữa đó đúng không? Hồi xưa này đúng không? Gạch đá hồi xưa đó bị đổ nát á. Ồ. Hồi xưa ở đây còn cái này là cái biểu tượng Linh Ga Quy Ni gì cổ nè. Đây là khu di tích Học viện Đồng Dương cổ hồi xưa. Rất là lâu rồi, bây giờ người ta mới phục dựng lại. Nhưng mà nó cũng đổ nát. Nó nằm được địa bàn và của huyện xã Bình Định, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.